같이 한번 해볼래 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 여기저기 가기 걷기 놀기 먹기 세상 끝까지 해볼래 해볼래 헬로 Sao đã quay trở lại cùng video squad và review xong mới rồi đây. Dạo này vì quá bận cho nên sao không làm video nhiều như trước được. Nhưng chị em đừng buồn bởi vì hôm nay thì sẽ cho bộ son nóng hổi mới toanh vừa ra mắt của DMA lên sóng liền đây. DMA thì là thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc bình dân, thân thiện với túi tiền của chị em mình. Nhưng mà các sản phẩm của hãng thì lại cực kỳ bắt trend và chất lượng. Sang em mọi người request son DMA cũng rất là nhiều rồi, cho nên tranh thủ hãng ra son mới thì mình làm luôn. Hộp Bia Baker thì được làm bằng gỗ, có khắc tên son đầy đủ là DMA Brie Velvet Lipton. Bên trong sao thấy ngoài son ra thì còn có cả nến thơm và có cả khăn theo concept vintage nữa. Hộp son thì kiểu phối màu theo tông đỏ cùng các hoa văn boho và hình các cô gái biến hóa theo phong cách khác nhau đa dạng. Thỏi son bên trong thì cực kỳ quen mắt với dạng trụ vuông, nắp đỏ lì và thân trong ngoài lì nhám, có thể nhìn xuyên thấu được kem son. Mút son là dạng mút bông hình chiếc lá, có độ nghiêng ôm môi và lỗ khoét giữa để điều tiết lượng son. Bảng màu son thì gồm 5 màu. Hôm nay sẽ swatch và review độ cả năm cho trẻ mình liền nhé. Mở màn chúng mình có 01 Red Orange, một sắc đỏ cam tươi đỏ nổi bật. Đây đích thị là màu đỏ tươi giúp chị em mình tỏa sáng trong những dịp lễ hội như là Giáng sinh hay là Tết. Màu son tươi bừng bực như neon ở trên môi, chắc chắn thì sẽ khuyên chị em mình nên kết hợp cùng make up đi kèm. Màu son này thì sẽ không hợp với các bạn có da ngăm hay là men răng vàng. Riêng màu son này thì khi lâu đi sẽ thấy son sẽ có một lớp stain ẩn ẩn nhẹ bám chặt vào môi, phải dùng tint remover mới tẩy sạch. Chiếc son Brie Velvet Lipton của DMA chính là kết cấu velvet tint xốp mềm ẩm dưỡng, siêu quen thuộc tương tự như là velvet tint của Bia hay là Black Rue. Son lên màu chuẩn, cho nên các bạn có nền môi tối màu thì cũng không cần lo đâu. Chiếc son mềm không quá đặc cho nên cũng rất là dễ tán. Cùng một màu son thì chị em mình có thể tán ra được rất là nhiều mức độ đậm nhạt khác nhau. 02 Nude Peach là sắc hồng đào MLBB siêu xinh, màu son trong trẻo nhẹ nhàng nhưng mà không bị sến đâu. Màu son dễ dùng không kén tone da, cũng không đòi hỏi make up đi kèm. Điểm trừ duy nhất của màu son này là sẽ hơi làm xịn men răng nhẹ. Chiếc son Velvet Tint nhà DMA thì khi vừa apply lên môi á, sẽ thấy son sẽ có độ bóng nhẹ. Nhưng chỉ cần bậm môi hoặc lấy ngón tay tán son thôi là son sẽ chuyển dần về finish blurry mờ. Điều sao thích nhất là son lên môi cực kỳ mịn và làm mờ hết vân môi, trong son có ẩm làm mềm môi chứ không khô. Tiếp đến 03 Beige Trip là sắc hồng đỏ, sang hô, ẩn chút ánh đất xinh xắn lạ mắt. Màu son này thì sao thấy siêu thơ. Nếu mà chị em mình thích concept make up trong veo nhẹ nhàng như là các nữ diễn viên Thái Hàn á, thì sao sẽ highly recommend màu son này. Thuộc về tông ấm cho nên với màu này thì sao sẽ khuyến khích chị em mình nên make up đi kèm. Son không kén tone da nhưng sẽ hơi xịn miên răng nhẹ. Brie Velvet Lipton của DMA thì có mùi thơm sô-cô-la thơm ngon nịnh mũi. Mùi son rõ nhưng mà sao thấy không nồng và dễ ngửi. Tuy nhiên nếu mà chị em mình ngại mùi hương liệu thì vẫn nên cân nhắc, nhưng sao nghĩ thì sẽ ổn thôi, không sao đâu. Có cam, có hồng rồi thì chúng mình sẽ có đỏ. 04 Fast Shot là sắc đỏ hồng nhung với chút nâu đất ẩn mình khiến màu son trầm nhiều lại. Màu đỏ này thì rất là sang, thiên về lạnh cho nên hợp nhất cho các bạn có undertone da từ neutral đến khô. Màu son này rất là dễ dùng, không kén độ sáng tối của da cũng như không đòi hỏi make up, không làm xịn men răng. Khi dùng Velvet Tint nhà DMA thì sẽ thấy son có độ bám hệt như là những chiếc son tương tự nhà Bia, Black Rue. Ngoại trừ màu 01 có stain hồng nhẹ ra thì các màu còn lại sẽ không có stain, son sẽ dần khi ăn uống. Trung bình sinh hoạt thì sẽ thấy son bám được tầm từ 3 đến 5 tiếng tùy độ dày mỏng và cách sinh hoạt của chị em mình. Riêng màu 1 thì nhờ vào stain thì sẽ bám tốt hơn một chút. Khép lại bảng màu thì chúng mình sẽ có ngay một màu son đỏ trầm thiệt là chất lượng đây. 05 Whiteberry là sắc đỏ nâu trầm với chút hint cam vàng ẩn siêu siêu đẹp. Màu son không có khuyết điểm gì đâu. Tuy nhiên bởi vì trầm đậm cho nên khi dùng full môi rõ màu thì chị em mình nên make up nhấn nhá đi kèm để tránh bị già nhé. DMA Brie Velvet Lipton hiện đang được bán với giá chưa tới 150.000 cho một thỏi trọng lượng 4.4g. Sao thấy giá này thì siêu bình dân, cho nên chị em mình thích thì nhất thôi. Bảng 5 màu của hãng thì trải dài theo đủ phong cách, ngọt ngào có, hiện đại có, sang trọng và bí ẩn ma mị cũng có luôn. Chiếc son này thì sao thấy dùng rất là thích, êm nhẹ môi và không có gì để chê. Hai màu mà sao thích nhất thì là 03 và 05. Trên thang điểm 10 thì DMA Brie Velvet Lipton sẽ xin cho 9 điểm. Video ngày hôm nay thì đến đây cũng đã hết rồi. Sẽ cảm ơn mọi người nhiều đã xem hết video. Đừng quên nhấn nút like và subscribe channel của Vitin Yoway nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye, bye bye.